Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 29 tháng 10 và ngày 30 tháng 10. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa suy yếu, rãnh áp thấp có trục qua trung trung bộ suy yếu dần, gió tây nam hoạt động với cường độ giảm dần. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 có lúc cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trung tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Ngoài khơi sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động nhẹ, có lúc động trong cơn dông. Dự báo thủy văn. Mực nước tại Gành Hào thấp nhất âm 0,20 m, xuất hiện lúc 19:30 ngày 29 tháng 10, cao nhất 1,90 m, xuất hiện lúc 3 giờ ngày 30 tháng 10. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0,93 m, xuất hiện lúc 12 giờ ngày 30 tháng 10. Thấp nhất 0,87 m, xuất hiện lúc 1:30 ngày 30 tháng 10. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.